Thánh Sixto II, Giáo Hoàng và các bạn tử đạo. Ngày 30 tháng 8 năm 257, Đức Sixto lên ngôi Giáo Hoàng, kế vị Đức Stefano I, giữa lúc giáo hội đang chìm trong cơn bách hại thời Valeriano. Pontio, một phó tế của Thánh Cipriano, gọi Ngài là linh mục nhân hậu và hòa nhã. Ngài đã tránh được một cuộc ly khai khi để cho các giáo hội địa phương tự do theo thói quen rửa tội lại cho các người theo lạc giáo. Một năm sau, Thánh Cipriano loan tin Đức Giáo Hoàng Sixto đã bị xử tử đêm 6 tháng 8 cùng với 4 vị trợ tá của Ngài. Các Kitô hữu Roma đã bị cảnh sát đột kích trong khi đang cử hành thánh lễ tại hang toại đạo Callisto. Để khỏi bị bắt giam tất cả, Đức Sixto đã hiến mình chịu chết. Ngài bị chặt đầu ngay tại ngai tòa giám mục cùng với 4 vị. Trong số 7 vị trợ tá của Ngài là Januriano, Magno, Vicente và Stefano. Hai vị khác là Felicissimo và Agatito đã bị bắt và bị chặt đầu cùng ngày tại hang toại đạo Pretetato. Cái chết vì đoàn chiên trong những cảnh thương tâm như vậy đã khiến cho Đức Sixto được dân chúng tôn kính rộng rãi. Ngài được mai táng trong hầm mộ Giáo Hoàng tại chính nơi Ngài chịu chết. Tuy nhiên, di hài của Ngài có lẽ đã được Đức Leo thứ 4 rời về Thánh đường Sixto và vẫn còn được tôn kính cho đến ngày nay. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.